Xong mà làm sao mà nó cũng có tâm. Bà đứng thức mà đông vào, bà đưa cho nó, nó cầm tay bà không? Bà đứng thức mà đông vào, xong nó cũng còn có tâm. Nó lại đưa cho không? Nó trao một bốc cây cho bà đấy không? Bà nó cầm 500 nghìn. Chết tâm. Đấy vậy nó còn có tâm, nó trao lại cho bà cái mình. Thì bảo thôi 500 nghìn bà ăn tạm. Còn anh bà nó giống. Đấy. Nó đưa cho được. Về mấy chị ăn trêu à? Thế ra nó lừa bà nhưng nó cũng còn có tâm đấy. Bà bảo lúc bà tỉnh bà ra thì có bà đấy mình bốc cây bây giờ cái tiền thì mất mẹ ăn. Em cứ bảo bà mua cho con 20 nghìn. Bà bảo không, nhà tôi 30 nghìn, 2 cái thôi. Nóng thì không được. Cái thì chết được 6-7 năm. Đây 2016 nha, bao năm nào? 23 6 rồi, xong rồi 24 vào viện, hay là nói 22 người. Chứ gần nhau tháng 6 để về nắng gân chết trôn xong thì nó thì về trôn vào viện. Tại vì em nhớ cái mốc nhà nồng nhà. Xong đi được vài bữa này ông thấy cũng ngoan. Vài bữa nồng phẳng. Thấy ngoan hơn cái đợt đấy chết cũng nhiều. 16 trong những năm 2018 chết cũng nhiều. Nhà nồng nhà cũng nàng mình mốc... chết tai nạn nhiều chứ không giống như trên Nhân Sơn để chết ung thư nhiều. Nhà mình tai nạn nhiều chứ, tai nạn với bệnh nặng nhiều chứ không thương thiết gì mấy. Ở đấy thì cũng cùng năm sau là còn năm sau hay năm xưa cùng sau, năm ông tình nhà anh là thằng gì nhỉ? Trường Sơn. Trường Sơn. Yến ngày trước thì Yến đầu tiên. Yến đầu tiên thì cùng xong đến ông Trường xong đến ông Tên. Ba người đó thì cách nhau có sao. Trước làm ở trong huyện thì gặp ngay thằng em vợ Trường Sơn, nó làm cùng đấy.